Xin chào quý vị và các bạn. Ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết ở các tỉnh miền Bắc bao gồm thủ đô Hà Nội phổ biến nắng ráo, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Cụ thể, trước 10 giờ sáng, nền nhiệt độ toàn miền Bắc vẫn phổ biến dưới 31 độ. Vào khoảng giữa trưa, mức nhiệt ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ tăng lên, dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Riêng thủ đô Hà Nội còn sấp xỉ ngưỡng 34 độ, nên trời hơi oi bức nhẹ. Khu vực Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên, trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động từ 31 đến 33 độ. Lui xuống Trung Bộ, hôm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định, nhờ sự tác động của trường gió Đông Nam từ biển thổi vào nên ban ngày trời có nắng với cường độ vừa phải. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32 cho tới 33 độ. Tuy nhiên, về chiều tối do điều kiện nhiệt ẩm, vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị có thể có mưa rào và dông rải rác. Lùi về phía Nam, đến với các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu sự chi phối của rãnh thấp gây mưa kết hợp với gió Tây Nam nên mưa dông sẽ xảy ra nhiều nơi. Ở khu vực Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu có mưa to với lượng từ 30 đến 40mm. Các nơi khác của Nam Bộ mưa là từ 10 đến 20mm. Còn ở Tây Nguyên thì mưa diện rải rác và lượng cũng thấp hơn, chỉ phổ biến từ 5 cho tới 15mm. Do có mưa nên nhiệt độ ban trưa ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Từ ngày 13 tháng 7, khi rãnh thấp yếu đi, mưa dông ở hai khu vực này sẽ giảm xuống diện rải rác. Vì thế, nền nhiệt ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có xu hướng tăng dần. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa, vì thế, ở khu vực phía Nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan trong những ngày tới, thường xuyên có mưa rào và dông ở diện rải rác. Tầm nhìn xa thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km. Còn ở khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới, thịnh hành gió Đông Nam đến Nam ở cường độ cấp 4, cấp 5. Mưa vài nơi, ngày nắng, thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông.